Xin chào quý vị và các em lại đến với chương trình đọc văn của kênh dân tộc ta. Làm nghề dạy học thì ai cũng muốn học sinh mình giỏi. Tuy nhiên thì chúng ta đều biết là một lớp học thì cũng có em giỏi, em chưa giỏi. Với môn văn thì những câu văn ngây ngô hồn nhiên nhiều khi lại khiến giáo viên chấm phì cười một mình và đó cũng là điều thú vị trong cuộc sống. Và đây là bài đầu tiên. Một bài do chính tôi sưu tầm gần đây thôi ở trên trang báo soha.vn. Cảm ơn trang báo nhiều, chúng ta đọc luôn thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022 đề bài hãy kể về người thân của em thì một bạn học sinh nào đó đã làm như thế này. Chị em tên là Nghiệt, chị em học đại học, chị của em rất thích chơi cờ vua, chị của em học toán và tiếng Anh rất giỏi, chị rất thích trai, ở ờ, bình thường, chị của em hay tự sướng cực, quát, cái gì đấy, cái gì đấy. À, chắc là tự chụp điện thoại thôi mà, chụp hình chụp hình Ôi dồi dồi. Nhận hết cả mình <laughs> Em rất yêu chị của em <laughs> Rồi Một bài văn kỳ lạ mà tôi nhận được từ cô giáo Trương Thủy Trang Với lời nhắn là Thầy ơi thầy đọc thử xem bài này xem như thế nào Em chấm mà em không hiểu gì cả Thì đây cũng là một cô giáo thường hay xem kênh của chúng ta Và chúng ta đọc luôn Hai lớn tập làm văn 7 điểm Em hãy kể lại một câu chuyện đã nghe, đã đọc trên trường, lớp hoặc trong cuộc sống thì một em học sinh nào đó đã làm như thế này. Em đang đi bộ thì có một cơn gió màu đen thổi qua. Thò đầu ra chào bác ạ, à. vừa đi vừa cúi đầu nhìn thấy đứng rất xa. Đi về đi, muốn chết hả? Dơ cái bóng đèn lên, thấy mặt bắt đầu lắc lư, lắc lư và cười bám vào nếu không sẽ rớt xuống người này còn ấm thì không được xuống lên đi quát cái gì vậy em nghe tiếng hát rất hay nghe hát ai cũng bắt đầu nhưng không thấy mặt có mình ông mới cầm được tay cháu bảo là làm việc tốt sẽ không sao nên mới có nhiều người bị què và bị mù Ông chỉ vào màu sáng Em cũng thích màu sáng Em muốn ở đây Nhưng ông bảo về đi Nhiều người muốn về Nhưng không về được Hả? Cái gì vậy? Sao mà như chuyện ma mà lại cũng không hiểu gì cả Thật ra thì tớ cũng không, không rõ là như thế nào Các bạn thấy thế nào? Rồi ở đây thì có một bản kiểm điểm được nhặt về từ trang báo 24h.com Chúng ta đọc luôn nào cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự ước không có độc lập à <laughs> đang định đọc độc lập theo thói quen mà không có luôn đấy cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hết bàn kiểm điểm rồi kính gửi ban giám hiệu nhà trường và gửi cô giáo chủ nhiệm con tên là chấm chấm hôm nay con đã nói chuyện trong giờ chào cờ ạ à. hôm nay con đã thấy hối lỗi vì việc mà con đã làm, con hứa từ lần sau con sẽ nghiêm túc trong các giờ và không để bị sao đó ghi tên nữa. con mong thầy cô tha thứ con ạ. À, nếu không con sẽ là chó. cái gì đấy? ôi sao mà thề thốt gớm thế nhỉ? ý kiến phụ huynh học sinh ôi, chịu rồi. đây một góc vở của một bạn học sinh chúng ta để ý vào cái phần dưới này thôi bài tập đây này bài 1. đặt câu với óc với ong rồi 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 tức là đặt câu với vần óc và vần ong rồi a à, bà em chọc tiết lợn bài máu thế chứ b là bà em đi đá bóng có thấy càng máu hơn sao lại lấy bà em ra đây bà em đi chọc tiết lợn bà em đi đá bóng nhìn nó không thực tế nhỉ em đặt câu đúng nhưng chưa phù hợp đúng rồi <laughs> cái này thì nhìn buồn cười lắm đây là điều ước của một bạn học sinh ở trên trang báo sorry vn lại có cả cái trang báo sorry nữa rồi điều ước em ước ba mẹ luôn luôn mạnh khỏe mà không được chửi nhau à, có chuyện gì quan trọng thì nói từ từ ô oh. What? Sao ít tuổi được nghĩ được như thế? Ba mẹ là phải nên 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 thấy xấu hổ mới đúng. Con nhỏ mà nó nghĩ được như vậy là quá giỏi. Một bài văn kỷ niệm của chính tác giả này gửi cho tôi. Họ và tên Trần Thu Hoài, lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thứ 6 ngày 5 tháng 10 năm 2018, kiểm tra môn ngữ văn, thời gian là 45 phút điểm được 9 điểm với lời phê là cảm nhận bài rất tốt. Lứa tuổi của em mà cảm nhận được như vậy là rất tốt. Rồi, tại sao là như vậy thì chúng ta đọc luôn bài của Hoài nào. Đề bài, cảm nhận của em về sự thủy chung và vẻ đẹp tâm hồn của Vũ Nương, trích chuyện người con gái Nam Sương, chuyện kỳ mạn lục. Bài làm, nghĩ người mới ngẫm ta, đời người con gái như gió đông tuyết chảy, ai đã từng đọc học và biết về chuyện người con gái nam sương cũng một lần ngậm ngùi đau xót trước số phận nghiệt ngã của vũ nương một người con gái nết na xinh đẹp nhưng cuộc đời éo le bạc nhược một buổi chiều gió lạnh mưa bay thấy bướm lượn đầy sân mây che kín núi lòng nàng lại nhớ chàng ra diết ôi chàng trương ai đã từng yêu từng nhớ từng chờ từng đợi sẽ hiểu cảm giác của vũ nương thôi nàng vốn là con nhà nghèo tư dùng tốt đẹp là hiền dịu dễ thương nhan sắc khả ái trường sinh vốn giàu có và con một cả mộ cả nhan sắc lẫn tính nết nên đã cưới nàng làm vợ tác giả nguyễn dữ thật tài tình khi xây dựng cốt truyện và khai thác tình đẹp kim cổ đưa vẻ đẹp thời xưa vào tác phẩm của mình một cách hài hòa hấp dẫn một buổi chiều mù khơi nữa lại đến cảnh trời đông đơn chiếc lẻ loi người đi người ở nhiều đêm cô đơn thiếp ngồi trong căn phòng ôm con mà khóc nhớ tới hình ảnh người viễn trinh nơi biên ải xa xôi không biết sống chết ra sao nhìn trăng soi thành cũ lại sửa soạn áo rét gửi người, người ải xa chồng liễu rụ bái hoang lại thổn thức tâm tình phận gái đôi mươi vấy chồng xong lại xa chồng bổng bế con thơ lại thêm mẹ già ốm yếu gần đất xa trời nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn những cụ bà đã sức cùng lực kiệt mà ra đi. Nàng hết lời thương xót phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như cha mẹ đẻ của mình. Ngoan hiền là vậy, đàm đang là vậy, lẽ ra với tuổi đôi mươi của nàng phải được hưởng hạnh phúc của đời sống hôn nhân. Cảnh sát chồng còn chưa hết, lại thêm bộn bề cuộc sống tư gia. Thế nhưng nàng vẫn chọn tình vẹn nghĩa, dâu hiền vợ thảo, đảm đang tươm tất mọi việc khi chồng vắng nhà. Thế nhưng bi kịch lại xảy ra khi ngày đoàn viên với chồng yêu lúc giặc giã đã tan, trương sinh vốn hay ghen lại đa nghi, nghi vợ ở nhà ngoại tình chỉ vì tin một đứa trẻ. Trương không hề suy xét và không biết rằng vũ nương ngoan hiền vượt qua mọi khó khăn mòn mỏi của nàng, một tay nàng lo toàn mọi việc từ trước và sau khi mẹ chồng mất. Chỉ tiết trương sinh ghen tuông tột độ đánh mắng vợ con khi nghe đứa con nói thường có một người đàn ông đến này vào lúc buổi tối là đỉnh điểm của bi kịch. Đó có lẽ cũng là hố sâu thượng tầng hiểu biết của chế độ cũ, chế độ phong kiến. Nàng có thanh minh, thiếp vốn con kẻ khó, đường nương tựa nhà giàu, sum họp, chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm, giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn đã từng nguôi lòng, ngó liễu tưởng hoa chưa hề bén gót đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói. Nhưng chừng sinh này đâu có nghe giận dữ điên cuồng đuổi nàng ra khỏi nhà mặc nàng bơ vơ. Ngước nhìn chờ đêm, lệ rơi như mưa, nỗi oan nghiệt này quá lớn lao, ánh trăng kia liệu có thấu nổi nỗi oan này. Đứng trên biển Hoàng Giang nàng khóc hết nước mắt, thế nhưng với nàng mọi thứ đã chấm hết trong lúc bình rơi châm gãy. Mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liếu tàn trước gió khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cánh én lìa đàn, nước thảm buồm xa. Nàng đã nguyện, kẻ bạc mệnh này duyên phận hầm hưu, chồng con giấy bỏ, điều đau bay buộc. Tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám, thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọng mị nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ, nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, nói rồi nàng gieo mình xuống sông mà chết sự ra đi và nỗi oan nghiệt của nàng được thần linh chứng giám và thương xót nhưng miệng lưỡi thế gian nào đâu có thấu hiểu chỉ khi nàng được giải oan lúc chương sinh biết gió ngọn ngành nỗi oan khuất của vợ thì chàng mới hối hận thấu trời than khóc kêu la nhưng dù có khóc bao nhiêu nước mắt thì vũ nương cũng không trở về được nữa Trương sinh lập đàn giải oan là sự an ủi cho linh hồn nàng vơi bớt nỗi oan và cho chính thế gian cảm ngộ một nhan sắc có đủ cả ngoại hình lẫn tâm hồn đẹp như vũ nương. Giá như ư, làm sao có giá như khi sự việc đã rồi, nỗi đau lớn nhất của hạnh phúc lứa đôi có lẽ là chính là âm dương cách biệt. Một nỗi đau mà cảm nhận thôi em cũng thấy sợ rồi. Nghĩ tới vũ nương, em cứ ngỡ rằng mình từng trải qua như vậy để rồi bừng tỉnh trên trang giấy rằng bài học cho sự bao dung, bài học cho sự thủy chung, đoan chính, thủy mị nết na mà chị Vũ đã để lại. Có lẽ vẻ đẹp tâm hồn của chị sẽ còn mãi với thời gian để chúng em biết yêu, biết thương và biết bao dung tha thứ trong cuộc đời. Wow, đoạn cuối tốt và được 9 điểm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tuyệt vời. và các bạn xem đến đây đều là những người tuyệt vời và ủng hộ kênh dân tộc ta mình tranh thủ vài giây để giới thiệu một cái kênh mới của mình đó là kênh Chaki nó có logo hồng hồng có chữ Chaki ở giữa thế này nhá mình sẽ đăng về những con vật rất dễ thương và có giọng nói của mình trong này mình sẽ đăng vào lúc 19 giờ thứ sáu hàng tuần nha các bạn nếu các bạn thấy hay để lại những đăng ký để kênh này cũng lên nhé các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều Nào phần cuối video chính là phần cao đố nhà các bạn có hai câu. Có một, lần thứ nhất An cầm lên một nửa quả táo. Lần thứ hai, An cầm lên ba nửa quả táo. Hỏi An có mấy quả táo? Đó là câu một nhá. Câu hai, mình đang ở trong một ngôi nhà làm bằng thép, có tường dày một mét. Lối thoát duy nhất là một cửa trước và một cửa sau. Cửa trước có sáu chú cảnh sát có súng. Cửa sau có 25 người bảo vệ không có vũ khí. Hỏi làm sao để bạn thoát ra ngoài Đó thế thôi Bây giờ viết xuống dưới đi Các bạn trả lời đi Thì tớ sẽ vào trong đó trả lời từng người một Và câu cuối chính là phần chào hỏi Xin chào các bạn đã xem hết video Và hẹn gặp lại các bạn Ở trong chương trình video lần sau Bye bye